bắt đây nha. Không phải là bởi vì là cả đoàn chúng ta đã dừng chân ở chỗ Mung Răng, nơi mà mời xin nha. Quốc cơ Hồng Phượng đã đến rồi, cho nên là hai vợ chồng không có đi. Nhưng mà mọi người nhớ một cái tập đó nha. Thật ra Mung Răng là đợt trước mình đã quay cho mọi người rồi, cho nên là hồi nãy có ghé tham quan cho nên là không có quay nữa. Còn bây giờ là mình đã tới Pattaya và tối nay sẽ là bữa tối đầu tiên tại Thái Lan trong cái chuyến du lịch lần này, và mình sang búp bê hải sản. Mình đi vô đi để kiếm xe thôi. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn búp bê hải sản ở thành phố Pattaya. Và hiện tại là 7 giờ tối rồi. Và thành phố này cũng là lần đầu tiên cho Phượng đến cho nên là rất háo hức. Bởi vì nghe nói hải sản ở đây khác biệt với Việt Nam lắm nha. Wow, nè mọi người thấy không? Mỗi người có một cái nồi như thế này nè. Đây. Rồi, hiện tại thì chúng ta đã đến đủ rồi nè. Đúng bà ngoại nè. Đúng chúng bà ngoại. Và khi mà chúng ta đến với thành phố Pattaya thì mọi người sẽ rất là dễ dàng tìm thấy là ở hai bên đường có rất là nhiều những cái hàng quán như thế này, những cái quán ăn như thế này và rất là đông khách luôn. Mọi người thấy là không khí rất là sôi tổ ha. Nhưng mà ở đây thì có quá nhiều cái lẩu đã đây nè. Ở đây có quá nhiều cái lẩu đã đốt sẵn cho nên là hơi nếu mà gia đình mình đi mà có em bé nhỏ đi theo thì nên cực kỳ cẩn thận nha. Tại vì nó rất nguy hiểm đó, anh cảm thấy. A few inches later. Rất là đông. Đây là poster của chương trình của chúng ta. Đấy, mọi người thấy là chọn chỗ phải ngồi đúng số ghế nha. Lớn tuổi rồi mà không có thể làm nghề được. Thì đây cũng là một cái trung tâm của những cái dự án về du lịch tại Thái Lan. Thì bây giờ thì mình sẽ cho bắp và dâu về nhà ngủ. Và sau đó nếu mà còn sức thì vợ chồng mình sẽ đi khám phá chợ đêm. Nhưng mà không biết là còn sức hay không thì thôi để lát nữa nếu mà còn sức thì sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta đã đến đây. Wow, có hai con vịt. Wow. Hai con vịt. Cuối cùng thì chúng ta đã đến nơi và có thể nghỉ ngơi rồi. Chúng ta đến nơi vào lúc 10 giờ. Các bạn nhỏ chắc bây giờ cũng rất mệt rồi. Bắp ơi, Bắp chào mọi người đi. Em dâu sẽ được coi đốt pháo. Dâu buồn ngủ quá con. Thế ha, chúng ta đã mua những khoanh pháo rồi thì đốt. Dâu ơi, pháo con. Dâu sợ không? Dâu không sợ hả?
Người ta sợ đốt xong rồi nè. Người ta sợ vô thôi chứ vô đâu sợ. Đây, chúng ta đã đến công viên khủng long. Và đây có rất là nhiều cây xương rồng to quá rồi đó. Đây nè. Cây xương rồng quá bự. Wow, khủng long bảy sắc cầu vồng con, khủng long đầy đủ màu luôn. Và bây giờ là gia đình của Phượng sẽ đi vào xem sô voi. Mọi người nói đây là sô voi, một cái sô voi rất là nổi tiếng tại Thái Lan. Voi có thể làm này làm kia, làm đủ thứ hết. Thì bây giờ mình vào xem coi là những chú voi ở đây sẽ như thế nào. Đây là khu vực để xem biểu diễn xiếc voi. Thành chắc là đá banh rồi, voi đá banh rồi. Anh bắp của chúng ta đâu rồi? Cái khuôn viên này nó rộng tới 68 ha, vì lý do đó mình không thể nào mà đi hết 68 ha của cái khuôn viên, mà mình chỉ đi những điểm chính ở trong cái khuôn viên này thôi. Wow, đây đúng là khu vườn khủng long. Đi vô 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 thôi. Rồi gia đình mình tự cho tham quan ở khuôn viên khủng long này đến 2:40. Gia đình mình tập trung ở đây để xe đón mình ra ngoài gia đình nhé. Bác ơi, đi coi khủng long không con? Rồi, xin mời gia đình mình ạ. Mình đi thẳng được, quẹo trái, quẹo phải. Nhau đi coi khủng long không? Đi ha. Wow, khủng long cổ này, cổ dài quá bác. Cổ dài kìa bác. Bác ơi, con khủng long này, khủng long gì đây? Khủng long cổ dài hả? Có rất nhiều loại bắp chưa biết tên đâu.
Con nói gì? À, trong bộ phim con King Kong hả? À, cái con này hả? Wow, cái con này kẹp con cá nè. Đây là những con lạc đà đây. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra. Đây. Ở đây chính là Trân Bảo Phật Sơn, mọi người thấy là chung quanh ha, không khí rất là thoáng đãng đúng không? Và bao bọc là núi đồi chung quanh và ngọn núi, trước mặt ngọn núi mà khách tượng Phật á, cũng là ngọn núi được chẻ đuôi ra bằng laser. À, rồi trước đây á, thì người Thái cũng đã có những cái kỹ thuật tiên tiến rồi. Cũng chính vì cắt bằng laser cho nên thấy là cái mặt phẳng cắt rất là thẳng và rất là dễ để khắc cái hình tượng Phật lên trên đó. Đó, bây giờ thì mình phải đưa điện thoại rồi, chắc là mình sẽ kể cho các bạn nghe cái show này như thế nào nha. Mình nghe nói là nó là cái show nghệ thuật, không có gì bậy bạ đâu, cho nên là để mình xem, mình cho mình cái cảm nhận nha. Bye bye.